Xin gửi lời chào đến cô chú anh chị em và các bạn thân mến. Hôm nay mình vào bếp làm bắp rang bơ sữa ăn nha các bạn. Rất là thơm sữa, thơm bơ luôn. Ra chợ mình tìm mua hoặc là các bạn có thể tìm ở trên mạng cũng được ha. Mình rang 150g bắp thôi, mình ăn cả đại gia đình luôn á các bạn. Nhà mình có mấy em nhỏ thì các bạn hãy thử làm cái món này ha. Làm lần đầu tiên thì sẽ thành công ngay nha. Bạn nào thích ăn món này thì hãy vào bếp làm cùng mình nha. Các bạn ơi, hôm nay mình làm bắp rang bơ sữa đường nha các bạn. Bắp này mình dùng 150g ha. 150g bắp, 50g đường, 50g bơ. Cửa hàng bán bột dụng cụ làm bánh á các bạn mua. Một cái bơ này nè rất là thơm luôn. Cái bơ này nó thơm, mình rang cái bắp ăn á giống như là cái bắp mình ăn trong gặp hái gì nha các bạn. Sữa tươi có đường không đường cũng được, mình dùng 30g, 20g sữa đặc cũng là 50g luôn. 150g bắp, 50g đường, 50g bơ là và hai loại sữa thì 50g. Bắt lên một cái nồi, mình bật lửa lên nha. Mình cho cái bơ này vô nha, cho nó tan. Các bạn không có bơ này thì các bạn có thể dùng bơ tường an cũng được nha các bạn. Bơ này là bơ lạc á các bạn. Bơ này thì rất là thơm luôn. Thơm lắm, bây giờ nó thơm khắp nhà luôn đó. Mình cho nó tan ra hết thì mình cho bắp vô ha. Rồi tan ra hết thì mình cho bắp vô nha, mình cho hết luôn nha các bạn. Rồi mình cho bắp với bơ này nó ngấm với nhau nha. Chừng nào mình thấy bắp nó nổ rồi mình đậy nắp lại nha các bạn. Đó, bắt đầu nó nổ rồi. Mình đậy nắp lại nha. Mình không đậy nắp á thì nó sẽ văng á. Nó nổ quá trời luôn á các bạn. Nó nổ như là pháo bông vậy á. Đó, nó bắn lùm bùm lùm bùm lùm bùm vậy. Nè các bạn, đó nó dằn cái bơ lên cái nắp nồi của mình luôn. Ồ, hơn nửa nồi luôn rồi đó các bạn. Thơm quá trời thơm luôn. Lúc này thì nó nở ít lại rồi, chắc là sắp hết rồi đó các bạn. Ồ, gần đầy nồi luôn đó các bạn. Rồi sắp hết rồi. Hết rồi mình nhắc xuống nha các bạn. Rồi mình tắt bếp nhắc xuống nha. Ủa giờ sắp đầy nồi luôn nè. Ôi thơm quá. Mình cho ra một cái thao này đi ha. Mình cho ra cái thao nè. Ôi mà nhìn nè. Quá trời thơm luôn. Nó nổ hết trơn luôn nè các bạn. Bây giờ mình lấy giấy mình lau sơ cái nồi này cái nha. Cái giấy mình lau cái nồi sơ cái. Để mình cho đường vô ha. Mình không cần rửa nha các bạn. Mình lau sơ cái nồi như vậy. Mình bắt lên bếp nha. 50g đường vô nha các bạn. 30g sữa tươi và 20g sữa đặc vô. Và lúc này mình bật lửa cho đường với sữa nó tan ra hết. Cái này đường với sữa mình nó tan hết thì dặn nhỏ lửa lên nha các bạn. Mình dặn nhỏ lửa lại mình cho bắp vô. Các bạn ơi, bắp của mình nè nó nhiều thì cho nó nhẹ te à. Mình cho hết cái bắp này vô luôn nha. Trộn cho nó đều lên. Ôi thơm quá luôn. Các bạn để nhỏ lửa nha, để hơi cái đường của mình nó khét nha các bạn. Thơm sữa, thơm bơ quá luôn. Rồi nó thấm hết rồi, bắt đầu mình tắt bếp nha các bạn. Tắt bếp mình đem ra nha. Rồi mình
mình cho cái bắp này ra nha. Ôi các bạn ơi, một nồi bắp luôn nè. Nhìn nè. Nó bán đường sữa đó các bạn. Mình để lửa nhỏ thì cái nồi bắp mình nó không có bị khét nha các bạn. Các bạn lúc mà đổ bắp vô các bạn nên dặn lửa nhỏ xuống nha, để lửa lớn là bị cháy á. Các bạn ơi, mình cho ra một cái thau rồi nè. Ủa, một cái thau quá thì to luôn, nhưng mà nó nhẹ te nha các bạn, rất là nhẹ luôn. 150g bắp mà nó ra được một cái thau lớn như vậy nè, các bạn thấy không? Cái thau là cũng lớn lắm đó, ăn cả gia đình luôn á, còn chưa hết nữa đó. Mình mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Các bạn ơi, cái hộp bắp này nó nở to ghê luôn á. Mình mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Bắp thì rất là giòn, rất là thơm, chứ mùi sữa á các bạn. Cái mùi sữa tươi với mùi sữa đặc á, nó hòa quyện với đường, cái bơ á, rất là ngon luôn. Các bạn nào thích ăn bắp á, cho thêm sữa đặc với sữa tươi vô đi, ăn cực kỳ ngon luôn. Cái món này rất là dễ làm luôn, cực kỳ đơn giản, dễ làm. Mình chỉ làm 10 phút thôi là xong rồi. Nguyên liệu rất là dễ tìm ha. Mình nhắc lại ha, 150g bắp, 50g đường, 50g bơ. Các bạn nào không thích bơ nhiều các bạn có thể cho ít hơn cũng được, nhưng mà mình làm 50g bơ ha. 30g sữa tươi, 20g sữa đặc. Rồi nguyên liệu thì rất là dễ tìm, công đoạn thì rất là dễ làm ha, thực hành rất là dễ luôn. Các bạn làm sẽ thành công ngay lần đầu tiên luôn. Mình đừng để ngoài nó sẽ mềm nha các bạn. Mình để cho nó nguội lại rồi mình cho vào keo lọ, mình đậy nắp lại, mình để ăn dần nha. Hoặc là mình cho vào túi ni lông buộc lại ha. Thôi, video của mình đến đây đã hết rồi. Các bạn nào thích video của mình thì hãy nhớ like, share cho mọi người cùng xem nha. Các bạn nào yêu mến mình thì mình có thêm cái kênh Tô Mười Gạch Giá, mình để xuống cái phần mô tả. Các bạn mà thích video của mình thì hãy nhấn đăng ký giúp mình nha, để ủng hộ tinh thần mình làm ra nhiều video hơn nữa. Cảm ơn các bạn, bye bye. Hẹn gặp lại các bạn với những video tiếp theo.